Dạ con xin kính chào quý cha, quý thầy, quý sư và toàn thể quý khách ạ. Hôm nay con lại tiếp tục quay mẫu và thiên thần quỳ dâng nến bên sảnh con đẹp. Và thiên thần quỳ dâng nến bên sảnh con thì được làm bằng chất liệu đồng ạ. Có thể mạ vàng được ạ, còn đôi này thì không mạ vàng, đôi này chúng con chỉ đánh bóng thôi ạ. Đôi thiên thần dâng nến quỳ này thì cao là 35 cm, cao đến phần nến là 46 cm ạ. Hai bên thiên thần rất là đẹp và sắc nét ạ. Thiên thần quỳ cao đến đỉnh đầu này là 25 cm, còn chiều ngang là 15 cm ạ. Bộ thiên thần dâng nến quỳ này thì được quý nhà dân rất là mua nhiều và ưng ý ạ. Mẫu thiên thần quỳ này thì có màu sơn, màu giả cổ và màu đồng nguyên chất này ạ. Không phải là sơn, con nói nhầm ạ, là đánh bóng rồi làm màu giả cổ ạ. Còn đây là lư trầm cao 24 cm ạ. Bộ lư trầm này mà đi với thiên thần quỳ thì rất là đẹp ạ. Quý vị có nhu cầu mua các cái sản phẩm bên con thì cứ alo cho con theo số điện thoại là 0975 137326 ạ. Con xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo ạ.